Tôi xuyên qua toàn cầu băng phong, húp được nữ chủ. Vì làm tan chảy ngôi nhà an toàn của nhân vật chính, liền có được dị năng không gian của anh ta. Diệt thần, cứu tôi với. Cứu tôi với. Làm ơn mở cửa cho tôi vào đi. Diệt thần, tôi hận không thể gớt ông ta. Ông ta còn dám đến gõ cửa nhà tôi. Thật sự coi diệt thần tôi như một thằng ngốc sao? Buồn cười. Đúng là buồn cười. Một lát sau, lại liên tục có mấy hàng xóm đến khiến hắn cực kỳ ghét. Một trong số họ còn vừa cầm thứ gì đó vừa đập cửa vừa chửi bới, hỏi diệt thần xin vật tư. Chết tiệt. Nếu đã như vậy, tất cả các người đều chết đi. Thế là, diệt thần lập tức kích hoạt thiết bị bắn bên ngoài nhà. Bắn từng người hàng xóm bên ngoài. Chỉ trong chớp mắt, chỉ còn lại một mình Dương Quang Vinh. Trong một lúc, Dương Quang Vinh đứng im tại chỗ, cũng không gõ cửa nữa, lùi lại trong im lặng. Chỉ tiếc là, diệt thần vẫn không bỏ qua cho ông ta. Băng băng, chữa lành cho ông ta, nhưng phải chữa lành nhẹ. Để ông ta miễn cưỡng giữ được mạng sống, chỉ cần không chết là được. Người này là người có khả năng kích hoạt sức mạnh siêu nhiên. Tôi muốn xem liệu ông ta có thể thức tỉnh dị năng hay không. Được rồi, lão đại. Nói xong, năm ngón tay cô vươn ra, năng lượng vô hình lập tức bao bọc lấy Dương Quang Vinh. Năng lượng của hệ chữa trị không ngừng lan tỏa trên người Dương Quang Vinh. Lão đại, Dương Quang Vinh này thật sự có thể thức tỉnh dị năng sao? Gã này nhìn cũng không giống loại đánh thức được dị năng, loại dễ bị tổn thương. Phải, lão đại, hay là chúng ta để ông ta ở đây đừng quan tâm. Có thể thức tỉnh dị năng thì tốt, không thể thức tỉnh, người này cũng không có giá trị gì. Mà lúc này, tôi không trả lời họ, bởi vì tôi phát hiện, trong không gian không ngừng mở rộng đó, lại có thêm một dãy kệ nữa. Lần này trên kệ trong không gian, có hơn 100 thùng sữa. Bên trong một thùng, có gần 20 hộp sữa nhỏ. Có khoảng 2.000 hộp, tuyệt vời. Có chỗ sữa này để bổ sung vờ dư tin cho Lý Nhược Băng. Các tiểu đệ cũng có thể tăng cường tốc độ nhanh hơn. Vì vậy, tôi lập tức lấy ra một hộp sữa đưa cho Lý Nhược Băng. Lý Nhược Băng nhìn thùng sữa này, mắt liền sáng lên mấy phần, ngay lập tức ôm vào lòng, bỏ một hộp ra uống ưng ực. Đúng lúc này, điện thoại của tôi lại nhận được một cuộc gọi lạ. Số này rốt cuộc là ai vậy? Có bị bệnh không? Gọi thấy tín hiệu không tốt, còn cố gắng gọi tiếp cho lão tử. Vì vậy, tôi chọn cách cúp điện thoại này ngay lập tức. Nhưng không ngờ, chân trước vừa ngắt, chân sau lại gọi đến, ngắt lần nữa, bên kia lại gọi. Lần cuối cùng này, đầu bên kia nếu vẫn không nói gì, tôi sẽ chặn số. Sau khi nghe, tín hiệu quả đối phương vẫn không tốt. Nhưng lần này, không nghe được liên tục. Nhưng tôi nghe được mấy chữ. Anh họ tôi Vương Tử Đồng. À ngưu, tôi là anh họ của cậu Vương Tử Đồng. Cứu tôi, cứu tôi. Chỉ tiếc là, cuộc gọi của bên kia rất ngắn. Sau khi nói những lời này liên tục, cuộc gọi bị ngắt. Vương Tử Đồng, hình như đúng là anh họ của mình. Trong kịch bản gốc, Diệt Thần sau khi giải quyết toàn bộ tiểu khu, liền không cần nhà an toàn nữa. Trực tiếp đi tấn công phá đài ngày tận thế của anh họ tôi. Mà thằng anh họ này của tôi không thông minh lắm, một lũ ngu ngốc, bị Diệt Thần dùng vài thủ đoạn là giải quyết được rồi. Nhưng theo kịch bản gốc mà nói, anh họ lúc này không phải đang ở trong pháo đài sinh mệnh của mình, hưởng thụ niềm vui như thiên đường trên trái đất sao? Sao lại đi cầu cứu mình? Tình huống này là gì? Lão đại, thân thể của Dương Quang Vinh xuất hiện hiện tượng biến dị rồi. Vết thương của ông ta tự động lành lại đến quỷ thần cũng khó lường. Ông ta dường như có khả năng tự chữa lành vô hạn. Nghe Lý Nhược Băng lời này, tôi lập tức đi kiểm tra thân thể của Dương Quang Vinh. Tuyệt vời. Chỉ cần ông ta tỉnh lại, có nghĩa là dị năng của ông ta đã hoàn toàn thức tỉnh. Đến lúc đó gót ông ta một lần nữa, hấp thụ năng lượng của ông ta. Dị nhân sau khi chết, cơ thể sẽ phát ra một loại năng lượng tự nhiên. Và loại năng lượng này, chỉ cần là dị nhân là có thể cảm nhận được. Sau khi tước đi năng lượng này, có thể bổ sung và tăng cường sức mạnh. Tiếp theo, hãy để mắt đến ông ta. Đợi sau khi ông ta tỉnh lại, tôi sẽ gót ông ta. Lão đại, tại sao phải chờ ông ta tỉnh lại mới gót? Chỉ bằng bây giờ gót luôn đi. Phải, lão đại, gã này trung thành với Diệt Thần. Sau này xác suất theo phe chúng ta không lớn. Hay là trực tiếp gót ông ta đi. Các cậu hiểu cái gì? Phải đợi đến khi ông ta hoàn toàn tỉnh lại mới có thể gót ông ta. Đến lúc đó các cậu sẽ biết. Được rồi, đi làm việc đi. Đúng lúc này, hướng tòa nhà số 9 đột nhiên truyền đến một tiếng rít. Âm thanh đó rất chói tai và nghe rất rõ ràng. Nghe xong không giống âm thanh mà người bình thường có thể phát ra. Rất quái dị. Âm thanh này, đó là âm thanh lần trước tôi nghe thấy. Là tòa nhà số 9. Chắc chắn là tòa nhà số 9. Xem ra bên kia tòa nhà số 9 là thật sự xuất hiện sinh vật đột biến. Cùng nhau đi xem. Sau đó một nhóm 8 người đi đến sau cánh cửa sắt của đơn vị một tòa nhà số 9. Lắng nghe nửa ngày, không nghe thấy âm thanh. Vì vậy, tôi lại gõ cửa. Kết quả, bên trong lại càng thêm yên tĩnh. Không một âm thanh nào phát ra. Con quái vật này có thể không có gan lớn như vậy. Lý do tại sao vừa rồi hú lên 9 lần trong số 10 là bởi vì hưng phấn, hoặc là do yếu tố nào đó kích thích mới khiến nó gào thét. Cụ thể là gì? Bây giờ tôi cũng thật sự không đoán được. Chỉ có thể chắc chắn gã đột biến này rất rụt rè, rất sợ động tĩnh. Mau đi đem máy hàn điện đến đây, gia cố cửa sắt chắc chắn một chút. Mỗi cửa sắt đều phải hàn ít nhất 3 ống thép, hoặc là thanh thép lớn gì đó. Được rồi, lão đại, tôi sẽ quay lại lấy máy hàn. Chúng tôi đi tìm thanh thép và tấm thép, tìm bất cứ thứ gì có thể gia cố cánh cửa này. Kế tiếp, đoàn người liền nhanh chóng hành động. Trong quá trình hàn ba cánh cửa tòa nhà đỡ vị này, tôi có một ý tưởng mới. Đối với một con quái vật biến dị mà nói, mở cửa sắt sau khi gia cố cũng không phải là không thể. Trong trường hợp này,
vẫn phải tìm hiểu xem gã này rốt cuộc là con vật gì. Lão Lưu, bên trong những chiếc xe mà chú Thảo gỡ trước đây, nếu có camera ra hành trình, lấy cho tôi 3 cái camera ra hành trình qua đây, gắn riêng vào 3 cửa đơn vị này, kết nối với pin. Loại pin có thể làm việc ít nhất 2 hoặc 3 ngày. Lão đại, thật sự có. Khi tôi tháo dỡ vài chiếc xe trước đó, bên trong đều có camera hành trình. Tôi sẽ đi tìm. Một lát sau, Lưu Mạn Sơn liền tìm được 3 cái camera hành trình đầy điện, đặt trên nóc xe ngay đối diện cửa 3 đơn vị. Ban đầu tôi đã muốn thả Dương Quang Vinh xuống tầng hầm, đồng thời cũng phải trừng phạt Chu Huệ Huệ và hai người da đen trong hầm. Bây giờ xem ra, phải thay đổi kế hoạch rồi. Vì vậy, tôi bảo các tiểu đệ đem Dương Quang Vinh đi, Chu Huệ Huệ và hai người da đen cùng nhau mang về phòng ở tầng 1 của Lưu Mãn Sơn. Lão Lưu, sửa cửa đơn vị của chúng ta từ bên trong bằng gậy thép. Lỡ như con quái vật đó là một gã thông minh xảo quyệt, ít nhất tiếng động nó phá cửa sẽ rất lớn. Đến lúc đó, chúng ta cũng có thể phản ứng kịp thời. Bây giờ, tôi không còn ý nghĩ mạnh mẽ muốn trả thù Chu Huệ Huệ cùng da đen và hai tên da đen nữa. Chỉ muốn cho Dương Quang Vinh nhanh chóng thức tỉnh, xem sau khi chiếm được sức mạnh của đối phương, rốt cuộc tôi sẽ được tăng cường như thế nào. Mà hiện tại, tuyết bên ngoài vẫn chưa hoàn toàn đóng băng. Bây giờ ra ngoài, tự nhiên không thực tế lắm. Các anh em, để đối phó với tình huống phức tạp tiếp theo, Chu Huệ Huệ hợp tác với hai tên da đen. Ngày mai chúng ta lại phục vụ bọn họ thật tốt. Kế hoạch tối nay là như thế này. Lão Lưu, Cường Tử, hai người thay phiên canh gác Dương Quang Vinh. Lôi Tử, Tiểu Bằng, A Phong, ba người các cậu tiếp tục phá nhà, mang gỗ lên lầu. Sáng sớm ngày mai, tôi sẽ tiếp tục đốt lửa. Sau khi nói xong những lời này, tôi tiện tay triệu hồi một hộp táo tươi đỏ để thưởng cho các tiểu đệ. Lão đại, anh cũng quá tuyệt vời rồi. Quả táo, vậy mà lại là táo tươi. Chúa ơi, lão đại, anh lấy thứ này ở đâu ra vậy? Lão đại uy vũ, lão đại đỉnh chóp. Em nguyện sống vì lão đại, chết vì lão đại. Vì lão đại làm bất cứ điều gì. Quả táo này thơm quá, ngon quá. Hộp táo này đều là của các người. Từ từ ăn. Tôi sẽ lên lầu trước, có tình huống lập tức thông báo cho tôi. Một bên Lý Nhược Băng và Triệu Mạn Dung nhìn hộp táo kia. Bọn họ cũng muốn ăn, chỉ tiếc là lão đại không nói cho hai người bọn họ ăn. Hai người bọn họ chỉ có thể nhìn chằm chằm. Cuối cùng, chỉ có thể miễn cưỡng theo lão đại rời đi. Lưu đại gia, người ta rất yêu chú. Chú có thể cho người ta ăn một quả táo không? Chú chỉ cần cho người ta ăn một quả táo. Ban đêm người ta gọi chú là bố. Lưu đại gia, chú cũng cho tôi ăn nửa quả táo đi. Tôi cũng gọi chú là bố, gọi gì cũng được. Người ta cầu xin chú đấy. Có được không, Lưu đại gia? Được được được, lão Lưu tôi rất thích các cô gọi như vậy. Lão Lưu à, lão Lưu, ông đúng là một quả táo đáng thương, một con bò già chình cống. Các cậu thì hiểu cái gì, lão Lưu tôi không có con cái. Bây giờ thật không dễ dàng có người muốn gọi tôi là bố. Vậy thì phải làm cho họ hét lớn hơn một chút mới được. Không lâu sau, bốn người Thạch Cường đều ăn táo no rồi. Tôi và lão Lưu kế tiếp sẽ trông Dương Quang Vinh, A Phong, Tiểu Bằng, Lôi Tử. Ba người các cậu còn không nhanh đi tháo dỡ nhà gỗ, ăn uống no đủ, làm chút việc trước khi đi làm cũng không muộn mà. Dù sao cũng chỉ một đêm, sẽ không thiếu khoảnh khắc này đâu. Đúng vậy, đúng vậy. Lão Lưu, Cường Tử, các người không muốn chơi cô gái cùng đen đó sao? Cô ta rất khinh thường đàn ông Long Quốc chúng ta. Lão đại thấy cô ta ghê tởm, đồ chơi hắc hắc bẩn thỉu vô cùng. Căn bản không muốn chạm, nhưng chúng ta không kén chọn. Thạch Cường và Lưu Mãn Sơn nghe xong lời này, ánh mắt nhìn về phía Chu Huệ Huệ bị bỏ lại một bên. Nếu nói là không có ý kiến gì, vậy điều đó chắc chắn là không thể. Như vậy đi, tôi sẽ gọi điện thoại cho lão đại hỏi một chút. Dù sao làm chuyện gì cũng phải báo cáo với lão đại, nhận được sự nhất trí của lão đại mới được. Phải, báo cáo với lão đại trước, nhận được sự đồng ý của lão đại, chúng ta mới yên tâm chơi. Vì vậy, Thạch Cường lập tức gọi điện thoại cho Tăng An Ngư. Ông ơi, cháu trai của ông gọi điện thoại cho ông này. Lão đại à, mấy anh em gần đây khẩu vị hơi chán. Tối nay, muốn trả thù mạnh mẽ cô gái cùng đen đó. Cho cô ta biết rõ lòng quốc nam nhân lợi hại. Lão đại, anh xem có được không? Lúc này, tôi đang nhàn nhã thoải mái ngồi trong nhà tắm. Cảm nhận bốn bàn tay mềm mại mơn trớn trên người, loại người bẩn thỉu cùng đen đó, tôi cứ tưởng năm người các cậu rất ghét chứ. Dù sao lúc đầu tiêu chuẩn của các cậu không phải như vậy. Bỏ đi bỏ đi, sống đến ngày tận thế cũng thật là đáng thương cho anh em. Miễn là các cậu cảm thấy đủ hạnh phúc là được rồi. Đúng rồi, trong khi vui vẻ, đừng quên hai tên hắc hắc đó, cái đồ cuồng đen đó. Không phải cô ta chỉ thích hắc bảo của cô ta sao? Không phải chỉ muốn chơi với hắc bảo của cô ta sao? Vậy thì các cậu trừng phạt cô ta thật mạnh đi. Hãy để cô ta sụp đổ. Nếu như các cậu muốn, cũng có thể đào một ít thịt trên hai cái chân giò đen đó, đưa cho cô ta ăn. Hãy để loại người cuồng đen đó hoàn toàn sụp đổ.